Chào quý vị ạ. Thì hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ với anh chị về cái gọi là máy photo photocopy, mà máy photo bãi kho ha. Máy photo kho là như thế nào, và máy photo là thu hồi là như thế nào, còn máy dọn lại, nói chung là những cái máy photo ha. Thì hiện nay trên thị trường máy photo bây giờ hiện nay ha, thì đỡ mình nói tổng quan một xíu cho các anh chị mà khi mà mua máy photo hay là dùng máy photocopy đỡ dùng cho văn phòng công ty hay là gia đình đó, hay là kinh doanh ha. Thì chị biết là một cái thông tin này ha, để chị nắm sơ sơ về những thông tin này. Nếu chị thấy video mình làm hữu ích ha, anh chị có thể like đăng ký kênh mình ha, để xem những video lần sau ha. Thì mình là một người, nói chung là một người làm photocopy ha. Nói chung photocopy là nó cũng tạm tạm, nó cũng nói chung là múa rìu quay mắt thợ được ha, không bê bốn năm gì đó. Còn nói chung sửa máy nó cũng biết ổn ổn, tại vì hồi trước mình có sửa máy ha, mình có sửa máy bên máy photo bên sửa máy bên công ty, sửa máy photocopy bên công ty ha, mình dàn bảo trì sửa chữa đó ha. Thì nói chung cũng mấy năm đó, nói chung cũng tạm tạm, kiến thức một ít thôi. Thì rất là nhiều, có rất là nhiều anh em hay là cô chú ha, rành về máy photocopy này, thì mình xin mua rìu với bác thợ luôn ha, rồi lại cầm đèn chạy trước ô tô đó ha. Đó thì máy photo hiện nay trên thị trường máy photo ha, thì nó sẽ có một cái, không có cái dòng mới thì rất là ít ha, tại vì dòng mới nó rất là mắc. Ví dụ giá một dây giá thành một cái máy mới khoảng tầm 50 triệu ha. Cái máy nó cũng tầm máy mới hoàn toàn 100% là 50 triệu hay 100 triệu đó, nhưng mà máy máy cũ, máy để thu hồi dọn dẹp sạch sẽ đẹp, in hình ảnh giống y hệt như máy máy mới ha, nhưng mà giá thành nó sẽ rẻ hơn 1/3 thôi. Ví dụ như máy nó 50 triệu ha, là 1/3 tầm khoảng mấy 20 triệu thôi đó đó, tầm như ha, mà chất lượng vẫn ok ha. Cái lá máy mới, nếu anh chị nào mà có tiền có nhu cầu thì có thể mua máy mới hoàn toàn luôn, để xài cho nó ổn định ha, xài rất là ổn định rồi ấy ha. Còn hiện nay mình đang nói cái về cái máy mà máy mà máy gì là máy kho và máy thu hồi ha. Thì máy kho là máy như thế nào, thì các bạn biết, các bạn nếu mà các bạn biết ha, thì bạn sẽ biết là một cái máy kho là cái máy mà người ta sẽ thu hồi từ bên nước ngoài về, mà khi mà máy photocopy mà xài từ nước ngoài á thì họ xài rất là khác. Ví dụ như là cái khoảng bao nhiêu ngàn bản đó, hoặc là hết hết thời hạn bảo hành thì người ta sẽ bán cái máy đây, rồi ta sẽ mua máy mới để xài. Nó không giống như Việt Nam ha, Việt Nam mình xài, ví dụ xài nhưng là chừng nào nó hư nó không sử dụng được luôn là mới bỏ ha. Còn ở nước ngoài rất là lạ, ở nước ngoài thì nó hết hàng bảo hành hoặc là vượt số ngàn bản đó thì nó sẽ bán rồi Việt Nam mình mua về bảo trì sửa chữa thay thế linh kiện rồi bán lại, gọi là máy kho ha. Máy kho là máy chưa sử dụng tại Việt Nam ha, máy chưa sử dụng tại Việt Nam, như là từ nước ngoài bên về như thế nào đó ha. Nước ngoài nó hết hạn bảo hành đó, nó bán cho mấy anh kho, rồi mấy kho bán lại cho Việt Nam mình, rồi mấy anh kỹ thuật sĩ họ sẽ thay thế linh kiện nè, sửa chữa vệ sinh, lau dọn cho máy nó giống y hệt như máy mới ha, rồi bán lại cho mình ra, rồi lại máy kho là máy chưa sử dụng tại Việt Nam. Thì chất lượng của những cái máy kho này rất là tốt ha, chất lượng của máy kho này là nó gần như là sau khi chuyển về Việt Nam mình sửa chữa ha, vệ sinh bảo trì thì chất lượng nó rất là tốt, nó cũng rất là tốt ha. Nhưng cũng tùy lò máy thôi, ví dụ anh chị chọn những cái lò máy mà nó xài số ngàn bản mà nó vượt quá nhiều quá thì nó cũng không ổn lắm ha. Thì nói chung là máy kho là máy nó chất lượng ok ha, tại vì giá thành nó rất là cao, nó cũng tương đương nó rất là cao so với máy thu hồi. Còn máy thu hồi là cái nghĩa là máy sau khi ha, cái nghĩa là sau khi người ta bán cái những cái máy kho đó bán cho văn phòng nè, công ty, gia đình hay là những dịch vụ về xài rồi ha. Xong rồi những cái máy đó vì những cái lý do nào, ví dụ như là ta muốn chuyển đổi nghề nghiệp nè, người ta muốn bán lại hay là người ta muốn thay máy mới thì người ta sẽ bán lại cho những anh kỹ thuật, rồi anh những kỹ thuật là sẽ thu hồi cái máy đó về, rồi sẽ vệ sinh rồi sửa chữa rồi thay thế linh kiện rồi bán lại, cái đó gọi là máy thu hồi.
máy thu hồi, như là người ta sẽ thu hồi những cái máy mà để sử dụng tại Việt Nam nè, để sử dụng tại Việt Nam sẽ để sử dụng trong nước rồi ha, rồi người ta sẽ bán lại cho mình với những cái mức giá mà nó sẽ rẻ hơn so với máy kho. À, thì đó thì hiện nay thì nói chung là chất lượng thì trên hội bây giờ thì nó nói chung là nó hơi lộn xộn ha. Thì người ta ví dụ có những cái anh thợ người ta sẽ nói là máy kho đã bán được giá ha. Thì thiệt ra thì máy kho, máy thu hồi thì nó cũng tự tự như nhau hết, nhưng mà máy kho này chất lượng nó sẽ ok hơn, tại vì giá thành nó sẽ cao hơn rất nhiều. Rồi số bàn chụp thì đỡ biết mà một cái máy đỡ một biết một cái máy nó ok hay không, nó xài ổn định hay không, thì bạn xem cái số bàn chụp nó bao nhiêu bàn chụp ha. Rồi cái thứ hai nữa là xem thứ chất lượng bên trong linh kiện nó như thế nào, rồi đỡ mình so sánh, đỡ mình lựa chọn cái máy cho tốt nhất hơn. À, rồi đó à, thì tóm lại mình sẽ nói cái máy kho là như thế nào, mà máy thu hồi là như thế nào. Máy kho là máy để hết hàng bảo hành tại nước ngoài, rồi người ta sẽ bán lại cho Việt Nam mình xài. À, qua những anh mà kỹ thuật sửa chữa này, người ta sẽ máy đó những cái máy kho đôi khi về rất là bụi bẩn rất là nhiều, bụi mực dính rất là nhiều, rồi có những cái bộ phận nó sẽ hư, ví dụ sấy nè, rum nè, sạc nè, người ta sẽ thay thế những linh kiện đó, rồi ta sẽ chỉnh sửa vệ sinh, bảo hành, bảo trì, người ta sẽ có được một cái máy rất là ok. Rồi đó gọi là máy kho thì thường là chất lượng nó rất là ok, xài rất là ổn, xài chất lượng rất là ok. Còn máy thu hồi là máy để sử dụng tại Việt Nam, xài rất là nhiều bản ở Việt Nam rồi ha, người ta những anh kỹ thuật đó người ta sẽ thu hồi lại về, rồi ta sẽ bán lại cho những cái người cần mua máy đó, thì chất lượng của máy thu hồi thì nó sẽ rẻ hơn. Còn máy kho này bây giờ nó cũng mắc đó, máy kho đây nhập sẽ từng container, một container tầm của 20 bầy máy ha, thì ta sẽ nhập về đó. À, rồi như vậy đó thì mà nếu anh chị nào xem video này ha, thấy video mình hiểu hết ha, thì thử like đăng ký kênh mình ha, rồi đỡ ủng hộ kênh mình. Thì mình nói tóm lại thì cái máy kho là máy chất lượng nó tốt nhất, còn máy thu hồi thì chất lượng nó sẽ xuống một mức hai mức vậy đó ha. Thì tùy chất lượng thì các bạn có thể mua những công ty uy tín ha, những cá nhân uy tín thì bạn được có được những cái máy photo rất là chất lượng, rất ok để xài ra văn phòng công ty mình ha. Rồi tạm biệt các bạn ha, cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình.